Lên được các bạn thấy chưa? Đấy, lấy chất chưa? Cực kỳ dễ lên các bạn. Đi trong cái đường này là cái diều này đã lên rồi các bạn thấy chưa? Đấy, đã thấy chất chưa? Cực kỳ dễ lên các bạn. Mình cho nó đứng yên các bạn nhé. Đấy các bạn nhé, bây giờ thì mình sẽ chơi con diều ống này các bạn nhé. Đây, diều ống này, con diều hộp các bạn nhé. Và con chính mỹ các bạn nhé, chơi hai con luôn. Bây giờ thì mình sẽ chơi con chính mỹ chơi sau nhá. Diều ống chơi trước các bạn nhé. Đây, chính mỹ, để chính mỹ đó đi khách. Bây giờ mình sẽ chơi con diều ống các bạn nhé. Và bầu khánh hớt các bạn nhé. Hớt lại xem là vì cái diều ống này nó lên vẫn chưa ổn định các bạn nhé. Đấy, hớt thì ấy nhưng mà lên cao thì chưa ổn định. Hôm nay mày thử tiếp xem là cái độ ổn định của nó đến mức độ nào. Đấy. Đấy. Cứ lên đi. Từ từ cầm từ cho nó lên cho nó ổn định. Cầm lại ống chỉ luôn. Cái điều này thì chỉ chơi ống chỉ ấy thôi các bạn nhá. Rồi chơi đó thôi. Nếu mà hắt xoay thì đi lại nhá, còn không xoay thì với độ ổn định. Đấy. Nó lên cao nó vẫn xoay các bạn. Lên ok rồi các bạn nhé, vẫn hơi lệch một chút. Trời tối lắm rồi các bạn nhé. Sai thì đi lại. Đấy, đêm tối rồi các bạn nhé, khi phương nhỏ đã lên đèn, đây vẫn chơi diều.